Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 35, viết chương trình nhập vào hai số thực và kiểm tra xem nó có cùng dấu hay không. Đấy. Vậy thì để giải bài tập này thì chúng ta cần phải hiểu như thế nào là hai số cùng dấu và hai số khác dấu, đúng không ạ? Thì kiến thức toán học các bạn đã biết từ những cái lớp dưới rồi, đúng không ạ? Thì hai số mà cùng dấu thì tích của nó lớn hơn không, đúng không ạ? Đấy. Tức là khi chúng ta nhân hai cái số đó lại với nhau thì nó sẽ cho ra kết quả là lớn hơn không. Ví dụ như ở đây mình cho a bằng 1, b bằng 2 thì suy ra cái tích của nó sẽ là a nhân b bằng 2 lớn hơn không, đúng không ạ? Thì suy ra là a b là nó cùng dấu, đúng không ạ? Ví dụ khác, nếu như a b và khác dấu thì a nhân b phải bé hơn không, đúng không ạ? Đấy, ở đây mình đưa ra một ví dụ a bằng trừ 1, b bằng 2, đó thì suy ra a nhân b thì nó bằng trừ 2, đúng không ạ? Và trừ 2 thì đương nhiên sẽ bé hơn không, và bé hơn không thì suy ra nó phải khác dấu, đúng không ạ? Và mình đưa ra một cái ví dụ tiếp. Đấy, ví dụ 2 là trường hợp này mình cho a bằng 0. A bằng 0 thì nó không phải là một số âm, cũng không phải là một số dương, đúng không ạ? Đấy. Và b bằng 2 thì suy ra a nhân b bằng 0, đúng không ạ? Thì a b bằng 0 thì rõ ràng thì nó sẽ khác dấu, đúng không ạ? Rồi, thì sau đây thì mình sẽ viết code cho cái chương trình để dạy bài tập này. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái đoạn code để cho cái bài tập này. Thì đầu tiên như mọi cái chương trình khác thì mình đều phải khai báo cái thư viện cho nó, studio và conio này. Và sau đó đến hàm main, và trong cái hàm main này thì mình sẽ phải khai báo cái số thực a và b. Đấy. Khai báo hai biến ab. Sau đó sẽ nhập hai số ab vào. Sau khi đã nhập hai số AB thì mình sử dụng một câu lệnh if. Đấy. Nếu như mà cái A nhân B mà lớn hơn 0, đúng không ạ? Thì sẽ in ra cái câu lệnh là A và B cùng dấu. Đấy. Ở đây vì sao là mình đặt là phần trăm 10.3F. Đó. Vì sao là như vậy? Vì mình sẽ định dạng cái kiểu của nó sau khi sẽ in ra kết quả đấy. Tức là phần trăm 10.3F, đây là một cái dạng số thực. Nhưng điều đặc biệt là cái số 10 này, 10.3 này, nghĩa là gì? Tức là số 10 ở đây, nghĩa là trước cái dấu phẩy, tức là cái phần nguyên đấy, phần nguyên của cái số thực A đấy, thì nó sẽ lấy tối thiểu của nó là 10 chữ số. Đấy. Và sau cái dấu chấm đây là số 3, đúng không ạ? Thì nó sẽ lấy tối đa là 3 chữ số, đúng không ạ? Ví dụ như kết quả nó ra a, mình ví dụ như a bằng 1.1 thì nó sẽ in ra kết quả là 1.100. Đấy. Và trước cái số 1 ở cái phần nguyên thì nó có 9 cái chữ số 0 bằng trước đấy. Rồi. Thì đó là cái định dạng của cái phần trăm 10.3F. Rồi. Và tiếp theo một dùng cái L. If L đó. Đây là cấu trúc if L. Nếu như mà ở trên đây cái trong cái biểu thức điều kiện if đây là nếu như A nhân B mà lớn hơn 0, đúng không ạ? Thì nó sẽ làm việc này. Còn không, L có nghĩa là còn không, tức là A nhân B mà nó không lớn hơn không, tức là nó không lớn hơn không, có nghĩa là nó sẽ bé hơn hoặc bằng không, đúng không ạ? Nó sẽ ngược lại với cái điều kiện này, đúng không ạ? Thì nó sẽ in ra cái dòng là A và B không cùng dấu. Đấy. Và sau đó sẽ dùng một cái lệnh get để dừng màn hình lại, và cuối cùng là return.
Đấy, thì mình sẽ chạy cái chương trình này cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ nhập hai số lần đầu, trừ 1, 2. Thì các bạn đã biết thì trừ 1, 2, trừ 1 là số âm đúng không ạ, 2 là số dương đúng không ạ. Thì rõ ràng hai số này khác dấu đúng không ạ. Ta sẽ xem kết quả như thế nào. Thì nó là in ra trừ 1 và 2 không cùng dấu, đúng không ạ. Đấy, mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. A bằng 0, B bằng 1. Thì nó đã in ra A và B 0 và 1 không cùng dấu đúng không ạ. Vì 0 thì nó không mang dấu gì cả, đúng không ạ. Nó không phải là số âm cũng không phải là số dương. Và số B này là 1 là số dương đúng không ạ. Thì đương nhiên hai cái số đó nó khác dấu đúng không ạ. Đấy. Rồi, tiếp tục mình sẽ thử với một ví dụ khác. Ví dụ đấy, A bằng 1, B bằng 2, đúng không ạ. Thì như các bạn đã biết, A bằng 1 là số dương, B bằng 2 cũng là một số dương. Thì đương nhiên nó hai cái số này nó cùng dấu đúng không ạ. Đấy. Thì trên đây là cái bài tập viết chương trình để tìm xem hai cái số được nhập vào, số thực được nhập vào có cùng dấu hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.